Kính chào quý vị và các bạn. Trong khi các tỉnh thành đang đẩy nhanh triển khai tiêm chủng vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng, thì lại có rất nhiều người quan ngại về vaccine COVID-19 và độ an toàn của nó. Người ta từ chối tiêm, lo lắng vì nhiều lý do, nhưng câu hỏi họ đặt ra lớn nhất đó là nếu họ gặp vấn đề sau khi tiêm như là tử vong hay là biến chứng gì đó, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Và trong video này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này nha. Nhưng trước tiên, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để ủng hộ Thư viện Pháp luật nha. Trước khi vào vấn đề chính thì tôi xin nhấn mạnh một điều là chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 hiện nay là hoàn toàn miễn phí, được đảm bảo bởi ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ của cá nhân tổ chức khác. Nhiều người nói rằng là bản thân họ có quyền từ chối tiêm vào cơ thể mình loại thuốc mà họ cho là không an toàn. Quan điểm này là đúng ở thời điểm hiện tại, với bối cảnh nhà nước vẫn chưa bắt buộc tiêm phòng vaccine COVID-19. Tuy nhiên là nó không đồng nghĩa với việc là mọi người có quyền yêu cầu nhà nước tiêm cho mình loại vaccine mà mình mong muốn. Trong thời điểm hiện tại, khi đã từ chối tiêm vaccine thì tôi không chắc là quý vị và các bạn có còn cơ hội lần thứ hai hay không, vì chỉ có một số nhóm đối tượng được trì hoãn tiêm vaccine, tức là được tạm thời chưa tiêm, mà sẽ được lên danh sách tiêm sau. Còn nếu có nhu cầu mua vaccine đúng theo loại mà quý vị mong muốn, thì tôi xin phép gửi đến quý vị và các bạn danh sách 36 cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu vaccine để quý vị liên hệ. Rồi, giờ phần chính mà mọi người thắc mắc nè. Liên quan đến câu hỏi mà đại đa số người dân lo lắng là nếu tiêm vaccine mà lỡ chết thì ai chịu trách nhiệm, thì có hai trường hợp xảy ra sau đây. Thứ nhất là tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch. Tại khoản 1 điều 15 Nghị định 104/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng có nêu rõ, khi sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch, nếu xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc là gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng thì nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Chương trình tiêm chủng mở rộng đơn cử như là việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như là lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng. Còn chương trình tiêm chủng chống dịch là hoạt động tiêm chủng miễn phí do nhà nước tổ chức cho những người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch. Như vậy thì ở thời điểm hiện tại, việc tiêm vaccine COVID-19 tại các tỉnh thành có dịch được xem là hoạt động tiêm chủng chống dịch. Nhấn mạnh là các trường hợp tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm phòng chống dịch, nếu xảy ra rủi ro, biến chứng sức khỏe dẫn đến khuyết tật hay là bị tử vong, thì nhà nước sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Nói tới đây thì chắc hẳn cũng chưa hết ý mà mọi người thắc mắc. Vậy thì nhà nước sẽ bồi thường ra sao? Chịu trách nhiệm như thế nào? Lúc này sau khi xác định trường hợp được bồi thường thì tùy tính chất, mức độ nghiêm trọng mà nhà nước sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại theo nguyên tắc thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, vật chất, tinh thần. Ví dụ trường hợp người tiêm chủng bị tử vong thì sẽ được bồi thường các khoản chi phí theo quy định. Thứ nhất là các chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trước khi tử vong. Thứ hai là chi phí mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở. Thứ ba là chi phí bù đắp tổn thất về tinh thần là 100 triệu đồng cho nhân thân của người bị thiệt hại. Thứ tư là các chi phí do thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút. Về thủ tục bồi thường, trình tự, thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường được quy định tại điều 18-19, Nghị định 104/2016. Quý vị và các bạn có thể click vào link mà tôi để dưới phần mô tả nha. Và ngoài lời xíu, sau khi nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại xong, thì nếu lỗi gây thiệt hại cho người tiêm vaccine thuộc về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quy trình bảo quản vaccine, sinh phẩm y tế hoặc người làm công tác tiêm chủng thì tổ chức cá nhân này phải bồi thường cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Thứ hai là đối với các trường hợp tiêm vaccine còn lại, thì đối với các trường hợp xảy ra tai biến sau khi tiêm chủng vaccine ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch, thì cơ sở nơi xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật về dân sự nếu có lỗi gây ra tai biến sau tiêm chủng. Có nghĩa là sau khi tiêm, mọi người sẽ được phát một phiếu xác nhận tiêm chủng và mặt sau có hướng dẫn theo dõi tình hình sức khỏe. Nếu có bất cứ tai biến rủi ro về sức khỏe sau tiêm chủng thì cơ sở tiêm sẽ có trách nhiệm xử lý, chẩn đoán, cấp cứu điều trị người bị tai biến và thống kê đầy đủ thông tin báo cáo với Bộ Y tế, Sở Y tế trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận người bị tai biến sau tiêm. Khi mà cấp cứu không được dẫn đến tình huống xấu nhất là người tiêm bị tai biến trở nặng, mất năng lực hay là tử vong thì lúc này cơ sở tiêm chủng mới tiến hành tiếp bước xác định nguyên nhân, lỗi, trách nhiệm thuộc về ai, như thế nào, từ đó bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Đấy, bởi thế mới nói, có vài người chỉ sợ chết. Lỡ tiêm xong chết thì sao? Sức khỏe tôi lo chứ đâu phải sức khỏe mấy người đâu. Nhưng thực tế không phải tiêm vaccine là sẽ chết mọi người ơi. Người ta tiêm vaccine cho mình xong, người ta đâu có đem con bỏ chợ đâu. Làm gì cũng có quy trình rõ ràng mà. Trong khi đó người ta đã nghiên cứu vaccine, thử nghiệm lâm sàng, rồi test thành phần, xác định mức độ hiệu quả của từng loại vaccine, rồi mới đến khâu tiêm chủng. Cũng không phải tự nhiên mà người ta nói tiêm vaccine là cách phòng ngừa COVID-19 hiệu quả nhất hiện nay, rồi mới mở chiến dịch tiêm vaccine diện rộng để miễn dịch cộng đồng.
Nói tới đây thì mọi người chắc cũng đã an tâm khi mà tiêm vaccine COVID-19 rồi đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.